Sợ đấy. Không bắt được à? Giống con mèo vào, túm một phát vào đầu nó ấy, đúng rồi. Thằng nào nó chết. Mạnh vào. Cầm chắc tay vào. Cầm chắc tay vào. Đấy, túm vào cái mang nó ấy. Vâng. Hai anh em đang cố gắng chọn lấy con to nhất các bạn ấy. Tuấn Nung xin mến chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn tiếp tục quay trở lại và đồng hành kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang. Trong ngày hôm nay thì Tuấn Nung với bé Thành sẽ di chuyển lên chỗ hồ cá hồi, cá tầm để bắt chú cá. Và hôm nay thì Tuấn cũng sẽ cho bé Thành được gặp anh em quân dung các bạn ơi. Như hôm nọ Tuấn Nung đã chia sẻ rồi, Tuấn sẽ vào để mua cho hai cháu nhỏ một cái bó nòm này. Cái này là một trong những cái loại nòm đóm của cái cây thông. Ở đây thì người ta gọi là cái ngọt thông các bạn ạ. Nhìn nó rất là mỡ màng. Đấy, béo ngậy luôn. Cái này dùng để nhóm bếp nhé các bạn nhé. Bếp củi thì có những cái thanh này để nhóm bếp thì rất là tốt. Bà ơi, cái bó này bao tiền một bó đấy bà? 10.000 à? Cho cháu hai bó đi. Thành lấy hai bó củi này đi cho bạn Quân bạn Dũng nhé con. Ok không? Đấy. Cái này bó này béo không? Bó to bên này 15.000. Bên này là bó bé 10.000. Rồi thì lấy bó to. Bà cho cháu cái túi bóng vào. Chú Tuấn lấy cái này lên để làm gì con biết không? Lấy lên cho bạn Dũng làm gì con biết không? Cho anh Quân với bạn Dũng làm gì con biết không? Để làm gì? Để nhóm bếp. Cái này cháy rất là tốt. Con được dùng cái này nhóm bếp bao giờ không Thành? Hả? Sao mà cái mắt cứ đảo như giang lạc ấy, cứ như kiểu là người ngoài hành tinh xuống trái đất ấy. Hỏi không thưa cứ đảo mắt đi đâu nhìn quanh ngó ngang ngó dọc. Ở đây thì có rất là nhiều sản phẩm các bạn ạ. Dễ cỏ danh. Dễ cỏ danh một bó 5.000. Đấy, chuối khô đây các bạn này. Chuối hạt. Này để trị bệnh thận rất là tốt đấy. Cái bóng này là chuối, cái hoa đỏ. À. Cái này là hoa đen. À, cái này là hoa chuối đen. Vâng, cái này là bên này là hoa chuối đen, còn cái này là bên hoa chuối đỏ. Và đây là củ cải, cũng rất là nhiều các loại hạt vừng, đậu đen, quả chua me. Thành ăn quả này không? Chua lắm nhỉ. Rất là nhiều, hoa đu đủ đực. Quả hồng này. Đây, đây quả hồng ngâm của trên phố ấy. Ở trên nhà con có quả hồng đấy không? Không có đâu đúng không? Còn đây là nhân trần các bạn ơi. Đây là nhân trần. Nhân trần và phía bên này là atiso. Rất là nhiều các cái sản phẩm nông sản địa phương. Rồi mua xong cái cây ngọt rồi bây giờ chú cháu mình đi. Bên nhà anh Quân anh Dũng. Cháu gửi tiền với. Rồi con cầm cái bó củi ngọt này đi treo ở xe đi con. Mang treo ở xe đi. Qua Tuấn Hùng chia sẻ thì chị Mỹ Duyên cũng hỗ trợ 200.000 đồng để mua thuốc, làm cái tủ thuốc mini cho cháu Quân cháu Dũng. Nên là sau đây Tuấn sẽ lên trên đó, lên trên cửa hàng dược để mua thêm một số thuốc sơ cua quan trọng, ví dụ như thuốc đau bụng này, thuốc hạ sốt này, thuốc ho này, kháng sinh này. Đó, một hai lọ dầu để hỗ trợ cho các cháu ở trên đấy vì các cháu rất là xa dịch vụ y tế. Và chị Mỹ Duyên cũng gửi 500.000 đồng nữa là để hỗ trợ. Ngoài 1 triệu hôm nọ Tuấn Hùng cũng đã công khai trên kênh là cho vào quỹ làm nhà, thì chị còn hỗ trợ thêm 500.000 đồng nữa để mua lương thực phẩm, hỗ trợ dinh dưỡng cho các cháu. Ngoài ra thì Tuấn Hùng nhận được
một phần quà của bà Minh ở dưới Hà Nội gửi cho hai cháu 500 ngàn đồng vào quỹ làm nhà. Đó, thì Tuấn Hùng xin công khai luôn. Còn bây giờ Tuấn sẽ cùng bé Thành lên trên hiệu thuốc để mua một số thuốc sơ cua đi làm tủ thuốc gia đình cho hai cháu quân dụng. Đi thôi con nhỉ. Tuấn Hùng đã có mặt ở hiệu thuốc rồi. Thành ơi đi vào đây. Tí xe lưu ấy, họ đang giải đường ấy, đi vào đây. Em là chị, ôi dồi chịu khó đấy, quét làm gì, tí họ giải đường thôi. Chị lấy cho em một số loại thuốc chị Thu ơi. Bụi quá à. Em vào đây, em vào đây. Ôi, hôm nọ là mua thuốc chị ghẻ cho thằng nhóc Thành này này. Thành ơi đi vào đây. Tay khỏi rồi. Đấy, cái này nó bị ghẻ như này, giơ tay ra cho cô ấy xem. Đó, chị thấy không? Cái này nó là bị viêm da có mủ. Đúng rồi, viêm da có mủ. Cái này cháu phải tắm dưới sạch sẽ. Nhưng mà thằng này bây giờ về nhà lười tắm lắm. Em muốn lấy một số loại thuốc để làm cái tủ thuốc sơ cua cho hai bé mồ côi quân dũng ở trên kia. Chị cho em thuốc đau bụng này, thuốc hạ sốt này, thuốc ho này, thuốc cảm, như kiểu là thuốc mà mình bị ốm bị cảm á. Đó, và một hai lọ dầu. Đó, để em làm cái thuốc sơ cua vì trên kia nó rất xa dịch vụ y tế. Đây thì có kháng sinh Ampiclin này, Paracetamol này, thuốc hạ sốt này các bạn này. Kháng sinh hạ sốt này, hai lọ dầu này, thuốc tiêu chảy đau bụng này, thuốc đau đầu chị ho đau đầu. Đây là thuốc đau đầu sốt rồi em ơi. Sốt đau đầu ở đây đúng không? Còn đây là dị ứng, các loại dị ứng luôn nhỉ? Ngứa các kiểu luôn. Còn cái này chị lấy thêm vỉ thuốc ho nữa rồi. Vâng, lấy thêm một vỉ thuốc ho nữa. Em sợ là... Vâng, vâng, ok. Tuấn mua 280.000 tiền thuốc. Con mang treo xe đi, treo bên kia xong đi. Hai chú cháu mình đi đi. Tuyến đường đang được thi công áp hoàn nên là cũng khá là bừa bộn các bạn ấy. Tuấn Hùng với bé Thành là lên đến đây rồi. Nào, ông với lại Lì chào mọi người nào. Ừ, hôm nay là cũng đi bắt cá. Đấy, cả em bé nhà Tuấn này, cả nhà đi luôn. Được cái là đi đâu là gia đình chỉ có hai chiếc xe máy để vận tải thôi. Nhóc Thành đâu rồi? Thế là đã thay mặt cho chị Duyên đi mua thuốc cho bé Quân bé Dũng rồi. Còn tiền của chị Duyên mà bảo là mua nhu yếu phẩm mì tôm này, thịt này, các thứ thì để ngày mai khi Tuấn lên Tuấn sẽ tiếp tục mua thôi. Đi lên đường nào. Tuấn Hùng với lại bé Thành cũng đã lên đến ở trên nhà cháu Quân với cháu Dũng rồi. Quân ơi. À Dũng ơi, anh Quân đâu? Anh Quân đâu con? Lên chưa? Lên rồi à? Hôm nay thứ bảy con làm gì? Đi chăn trâu. Hôm nay chú Tuấn cùng với lại bạn Thành lên trên này chơi với lại con. Hôm nọ là chú cũng bảo anh Quân ơi, chú với anh Quân gieo rau, con nhìn thấy giờ cây rau lớn bằng nào rồi, nên trồng chưa, mang đi trồng chỗ khác được chưa? Chưa. Tuần nữa nhỉ? Một tuần nữa. Đi xuyên rừng à Quân? Đi xuyên rừng lên đây luôn. Cháu chào chú ạ. Ừ, chú chào con. Thấy không? Thành thấy không? Anh Quân với lại bạn Dũng gặp chú Tuấn là khi nào cũng chào chú đầu tiên. Người ta biết chào hỏi. Hôm nay chú lên cho bé Thành lên chơi cùng hai anh em con, xong là đưa hai anh em con đi bắt cá. Có thích ăn cá hồi không? Có. Thích ăn cá hồi à? Được ăn bao giờ chưa? Chưa. Chưa được ăn bao giờ luôn. Ồ. Nhưng mà cái việc đầu tiên ấy, đây chú Tuấn có món quà cho con này. Này, cầm lấy. Để vào bụi cây tí về, nhớ mang về để nhóm bếp biết cái cây gì không? Không. Không biết á, con rút một cái cành cây để ra.
con rút cho chú một cái cành bé bé thôi. Phong cảnh ở đây thì rất là tuyệt vời các bạn ơi. Một buổi nắng chiều rất là tuyệt vời luôn. Con gái đi lấy bánh về cho anh Quân với anh Dũng ăn với đi con. Thế là hôm nay hai anh em đi chăn trâu à? Con hôm nay có phải đi lấy củi chưa? Đỡ ốm chưa? Đỡ rồi ạ. Đỡ rồi à? Đấy, xé cái cây đấy ra cho chú Tuấn. Xé ra. Dũng còn xé ra đi. Đấy, xé một cây ra. Được rồi, cái này thì mang cất đi. Rồi, con đưa đây cho chú. Đấy, cầm như thế này cho chú nhé. Con xem đây này. Cái này là dùng để nhóm bếp nhớ chưa? Đây là cái ngọt thông. Đó, cháy rất là tốt nhớ chưa? Ừ. Đây là cái ngọt thông. Cháy cực kỳ tốt. Cái đấy là để nhóm bếp nhớ chưa? Tắt đi. Các bạn có thể nhìn thấy cái ngọt thông nó rất là đỏ như cây huyết long ấy. Đó. Và cháy cực kỳ là tốt luôn. Cái này thì người ta hay dùng để nhóm bếp hoặc là làm đuốc thì rất là cần đến. Rồi. Đấy, hai bó này là để dành cho hai anh em con nhóm bếp nhá. Không là nhóm bếp rất là khổ luôn. Con ăn bánh thì Thành lấy bánh mời anh Quân, anh Dũng ăn, bạn Dũng ăn. Thế là con đỡ ốm chưa? Đỡ rồi ạ. Đỡ rồi cái gì? Không còn đau đầu nữa gì? Hôm nay chú Tuấn cũng lên cho Thành lên chơi cùng hai anh em con. Hôm nọ thì cô Duyên ở Thanh Hóa là cô ấy hỗ trợ cho 1 triệu tiền làm nhà rồi. Cô ấy gửi thêm 500 để mua đồ ăn cho các con nữa. Thì cái đồ ăn hôm nào chú Tuấn mua nhá. Còn hay là hôm nay chú Tuấn sẽ hỗ trợ tiền của cô Duyên mua cho các con một con cá nhá. Về có biết làm ăn không? Cá đấy được ăn bao giờ chưa? Cá hồi ấy. Có thích ăn không? Có. Còn đây, cô ấy gửi thêm 200.000 đồng nữa là mua thuốc cho hai anh em con nhá. Cái thuốc này là khi nào, ví dụ như đây này, thuốc này là dị ứng này, bị sâu gióm này, bị ong đốt ăn phải cái gì, bị ngứa người ấy, thì uống nhá. Sáng 1 viên, tối 1 viên, sau khi ăn. Còn đây là thuốc hạ sốt này, bị ho, đau đầu, sổ mũi, hạ sốt thì dùng cái paracetamol này nhá. Nhớ chưa? Ở dưới này thì còn thuốc này là thuốc trị ho, ở đây nó có từ ho rồi. Nếu mà ví dụ bị ho viêm họng thì con dùng thuốc này nhớ chưa? Đấy, đây là thuốc này, thuốc viên trị ho nhớ chưa? Bị ho thì hạn uống. Đây có luôn nhá. Cô ấy ghi luôn sáng 1 viên, tối 1 viên là có dán hết ở đây rồi. Các con nhớ dùng nhá. Còn một cái, còn 2 lọ dầu nữa. 2 lọ dầu nữa. Còn cái thuốc này là thuốc kháng sinh nhớ chưa? Nếu mà bị ho thì hãy dùng kháng sinh này uống nhá. Ở dưới này còn 1 lọ thuốc nữa. Đấy là thuốc đau bụng. Ví dụ như là ăn phải cái gì đau bụng đi ngoài thì uống cái này nhớ chưa? Đây là thuốc tiêu chảy nhớ chưa? Đó. Ở đây nó có hướng dẫn sử dụng. Các con biết chữ rồi, các con khác biết đọc nhá. Nhớ chưa? Còn bà con nhân dân của mình ở đây đều xa các dịch vụ y tế. Nên là ví dụ như là có các bé nào này hay là các cô chú ở đây ấy, trong làng mà bị sốt đau ốm ấy, thì các con cứ hỗ trợ nhá. Mình cứ làm phúc đi, nhớ chưa? Thế thuốc thì mình còn mua cái khác được. Nhưng mà họ ốm thì mình cứu họ. Nhớ chưa? Đúng rồi. Thế là hôm nọ chú Tuấn lên chia sẻ thì cũng đã được 9 triệu tiền hỗ trợ làm cho hai con làm nhà rồi. Đấy, còn có hôm qua còn có bà Minh ở Hà Nội nữa hỗ trợ cho hai anh em con thêm 500.000 đồng vào quỹ làm nhà nữa là được 9 triệu rưỡi rồi. Đó. Bây giờ các con ăn bánh thì ăn bánh xong là một tí đi bắt cá nhé. Thế chú Tuấn sẽ một lần hỗ trợ các con dùng khoản tiền của cô Mỹ Duyên ở Thanh Hóa mua cho các con một con cá nhá. Về hai anh em con biết làm thì tí chú khắc dạy cách làm nhớ chưa. Cá đấy là cứ rửa sạch, lấy muối xoa cho nó hết nhớt ở ấy đi, xong là ở cái da nó đi, xong là mổ ra dán lên ăn cũng được. Không thì mang luộc lên cũng được nhớ chưa, luộc lên chấm với lại muối mì chính ăn cũng được nhá. Còn thế vườn rau của chú thì với con làm thì đến đâu rồi Quân? Lên được bằng nào rồi? Bằng nào rồi? Bằng này rồi. Tức là được khoảng 7-8 phân rồi. Tầm 1 tuần nữa là nên hái đi. Mình đánh đi trồng chỗ khác chưa? 1 tuần nữa được chưa? Chắc được 1 tuần nữa. Buổi chiều các con nhớ phải tưới rau nhé. Thưa các bạn, đây là bé Thành thì nhiều quý vị khán giả đồng hành cùng Tuấn Nùng cũng biết rồi. Bé Thành một cô cha mẹ từ tấm 3 tuổi.
Và bé Dũng đây cũng mồ côi cha với mẹ từ lúc 3 tuổi. Và Tuấn Hùng cũng chia sẻ lại một lần nữa là mẹ các bé rất, mẹ của hai bé anh em Quân Dũng rất là xinh gái, thuộc người Mông nhưng mà thuộc xinh gái, nên là cũng bị những người xấu mà ở gần biên giới người ta lừa sang bên kia biên giới để đi làm thuê, tức là đi trồng chuối thuê, nhưng mà lại bị người ta bắt cóc bán đi, tức là người ta lừa để bán đi sang bên Trung Quốc. Và bố của hai cháu đã đi tìm đó, bố hai cháu đã đi sang biên giới Trung Quốc tìm nhưng mà lại bị hạ độc thủ, và về nhà thì bị ói ra huyết sau 3 ngày đi viện cấp cứu, lúc đó cũng không qua khỏi. Và người bố cũng đã mất khi mà cháu Quân mới có được 5-6 tuổi thôi, và cháu Dũng mới chỉ 3 tuổi. Sự việc cũng đã xảy ra cách đây đến 9 năm rồi, y hệt như bé Thành luôn. Và hai anh em Quân Dũng này thì còn có cái sự vất vả hơn, đó là bác dâu cả chiếm đi cái phần nương sau khi bố mất. Còn chú Út, chú ăn là ngón mất rồi, là chú chiếm cái phần ruộng thửa to ở phía trên mà ngày trước ông bà là để cho bố của hai anh em Quân Dũng đó. Và bây giờ thì chú Phùng nối dây là chú lại tiếp tục canh tác ở trên đó, chứ không phải là chú Phùng chiếm. Nói thẳng với quý vị khán giả như vậy. Và nếu mà đổi lại, bây giờ là đổi lại cái thửa ruộng đó thì phải đổi hai cái thửa bên dưới kia cho chú Phùng thì chú mới cho làm thửa trên này đó. Và nếu mà làm được cái ao cá ở đây thì về cái an toàn, con người ở đây thì rất là ok, không có vấn đề gì cả. Bà con nhân dân cũng rất là gần gũi, thân thiện. Và các cộng đồng dân tộc Nùng ở trên thôn Thượng Đàn Ván này thường xuyên đến thăm hỏi động viên hai cháu Quân và Dũng, vì hai cháu cũng là mồ côi cha mẹ từ tấm nhỏ và bà cũng mới mất rồi. Trước đây bà còn sống thì bà con nhân dân cũng hay đến để chơi với bà đó, các cụ cũng hay đến chơi với bà, giúp bà nấu cơm. Còn bây giờ bà mất rồi nên là chỉ để hai cháu lại thôi, nên là thi thoảng các cô các chú cũng vẫn sang thương yêu hai cháu, tức là quan tâm xem là có chuyện gì xảy ra không đó. Chỉ mong sao Tuấn Hùng tiếp tục đồng hành cùng hai cháu Quân Dũng hữu duyên đó, giống như bé Thành sẽ làm cho hai cháu một cái nhà nho nhỏ ở bám cái quốc lộ 4D, giúp cho hai cháu có được một cái cửa hàng nhỏ bán quán ở đây. Vì ở đây là dưới này là cả cái làng thôn Thượng 1, thôn Thượng 2 thuộc xã Đàn Ván, có hơn 200 hộ sinh sống, thì ở cái mặt bên này nó có khoảng 100 hộ đó, và người ta có thể di chuyển lên trên quán này để mua những cái vật dụng cần thiết, ví dụ như mắm muối, mì chính, mì tôm các kiểu, hàng khô nói chung. Đó là cái mơ ước của cháu Quân, vì cháu Quân cũng phải nghỉ học sau khi học hết lớp 9, không có bố mẹ, không có điều kiện để tiếp tục theo học nữa. Nếu có đi học phải năm sau mới có thể đi học được. Đó, và cháu phải dừng lại khi mà kết thúc lớp 9, nhường cái vấn đề đi học cho cháu Dũng. Cháu Dũng thì là học sinh giỏi, năm nay học lớp 5, 4 năm qua đều đạt học sinh giỏi của trường. Đó, được các thầy cô giáo ở tại xã Đàn Ván này rất là tin yêu và thương hai cháu. Mặc dù cháu Quân phải ở nhà nhưng cháu cũng phải đi chăn trâu thuê để kiếm vài tạ thóc, vì ruộng của hai cháu bây giờ rất là nhỏ, nhưng năm nay chỉ lấy được hơn 7 bao thóc thôi, mà đấy là chưa sẩy, chưa quạt đi các bạn ơi. Nếu mà quạt sẩy đi thì có lẽ là còn không được. Còn bé Ly theo Xeo Thành thì có nhà rồi nhỉ, nhưng mà cứ như kiểu là người rời ấy ít nói lắm. Con chào anh Quân với lại chào bạn Dũng nhớ. Chào chưa? Xì là xì lô tiếng Mông đi. Nói tiếng Mông phát sóng ngắn đi. Ôi giời, chú Tuấn nghe được tiếng Mông rồi mà. Nói đi. Quân, con quay ra con hỏi Thành em nào. Dạ. Mày từ đâu đến? Mày đến đây làm gì? Dạ, em. Thấy chưa? Em Trúc Linh nhà chú Tuấn là khi nào cũng anh Thành ơi, anh Thành, bố ơi, anh Thành đâu? Anh Thành không xuống với con à? Anh Thành không xuống chơi với con à? Đấy, gặp em Trúc Linh có bao giờ chào em đâu. Toàn để em Trúc Linh chào thôi con nhờ. Đấy. Bây giờ cái thuốc thì con có thể cứ treo xe chú Tuấn tí về xong con cầm xuống nhá. Đúng ạ. Còn cái ngọt thông này thì để ở chỗ nào đi để cho người ta không nhìn thấy, không tí họ xách đi đấy. Đấy. Bên dưới này cũng được. Để bên dưới đấy xong là tí về thì xách về nhóm bếp nhé chưa. Ừ. Đấy, nếu mà con còn ho thì tí về con uống thuốc nhá. Ừ. Hôm nọ lên là ốm nên là Tuấn Hùng cũng đã vào bếp để nấu cơm cho hai anh em Quân Dũng. Lẽ ra hôm nay thì Tuấn lên đây cũng sẽ thay mặt chị Duyên mua một số nhu yếu phẩm, lương thực phẩm cần thiết, ví dụ như cân thịt hoặc là quả trứng hoặc là mỡ rau đó, để giúp đỡ cho hai anh em Quân Dũng cuối tuần có thể cải thiện được bữa ăn. Nhưng nghĩ đi nghĩ về thì hôm nay đằng nào cũng cùng bé Thành đi bắt cá.
thì Tuấn Hùng cũng sẽ thay mặt chị Duyên hỗ trợ cho hai cháu mua lấy một con cá gì nhỉ? Lại tự nhiên quên mất tên. Cá hồi. Cá hồi, đúng rồi. Cũng nhớ là cá hồi ở Thành. Đấy, cá hồi thì các bạn biết rồi, khá là đắt đỏ. Ở đây người ta nuôi và người ta bán ở cái mực nước lạnh này có giá trị là 300 ngàn đồng 1kg một con cá, bây giờ rơi vào cân rưỡi cơ. Khéo, khéo tiền của chị Duyên hỗ trợ là mua được mỗi con cá này. Không sao, nếu mà lần sau chú Tuấn lên chú lại hỗ trợ một phần cùng với chị Duyên mua thức ăn cho các con. Không lo. Còn bây giờ thì chú Tuấn mời các con cùng chú với bé Thành đồng hành lên trên đó nhé. Chú cháu mình đi bắt cá nhé. Em chào anh nhá. Chào mừng tất cả các bạn đến với lại hồ nuôi cá hồi. Thành thì thích lên đây lắm nhé. Ở đây không còn con cá nào rồi. Ông nọ Dũng cũng được đến đây rồi mà nhỉ. Chú đưa các con đến đây rồi mà. Cẩn thận xe trôi. Không trời. Đây hồ cá đây các bạn ơi. Những chú cá hồi đây. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, rất là to các bạn. Đây, cá hồi đây, nhìn thấy không? Rất là đẹp các bạn ơi. Cẩn thận ngã nhá, không đi xuống dưới đâu nhá. Cái dòng nước lạnh của hai anh em nhà Quân Dũng là mai này nuôi cá này được mà. Quan trọng là các con có điều kiện làm không thôi. Cá ở đây thì nước ở đây thì nói chung là rất là lạnh nên là nuôi cá rất là tuyệt vời luôn. Không ném đá xuống dưới đấy. Những chú cá hồi rất là to. Hai anh em Quân Dũng là chưa được ăn cá này bao giờ đâu. Hôm nay sẽ cho hai anh em toàn nguyện được thưởng thức món cá hồi lần đầu tiên. Bé Thành cũng chưa được ăn cá này bao giờ đâu nhỉ Thành nhỉ? Thế bọn con có thích cá hồi không? Có xuống muốn xuống bơi nó không? Hả? Xuống bơi con cá không? Thành hôm nay được lên bắt cá có vui không? Có à? Ngồi đấy. Ngồi xuống đấy. Thế hai anh em Quân Dũng có thấy vui không con? Có. Có à? Thế các con có muốn ăn cá không chú Tuấn mua? Có. Có à? Đây không phải là chú Tuấn mua bằng tiền của chú Tuấn mà đây là món quà của cô Duyên ở dưới Thanh Hóa gửi chú Tuấn. Nên là chú hôm nay cũng sẽ dùng cái khoản của cô Duyên để hỗ trợ cho các con đạt được cái mơ ước đầu tiên khi được ăn món cá hồi. Mai này thì các con có điều kiện thì các con có muốn nuôi cá hồi này không? Ở dưới cái ruộng mà chú chiếm của các con, bây giờ chú Phùng làm ấy, chỗ đấy mà làm ao cá, xây thành 3-4 cái bể như thế này, nuôi cá hồi này là rất là được ấy. 1kg 300 ngàn đồng, con thử tính xem. Nếu con cấy lúa thì chỗ đấy được 10 bao đúng không? 10 bao được 300 cân thóc, được 3721 2,4 triệu. Nhưng mà các con mà nuôi cá này ấy thì các con sẽ có được cái thu nhập rất là lớn. Thế thì hôm nay chú Tuấn sẽ bắt cho các con hai anh em một con cá nhá. Còn Thành ăn không? Chú Tuấn bắt cho. Tí về chú hấp cho ăn. Có ăn cá không? Có à. Thế con hai con có lời nào muốn cảm ơn đến cô Duyên không? Là con cảm ơn cô Duyên ạ. Thế thì tí chú sẽ bắt một con cá về, các con mang về xong là mổ bụng ra lấy trứng của nó thôi nhá. Còn lại là ruột mình không lấy, lấy trứng nó được rồi. Trứng nó thì mình mang rán lên nhá. Hôm nọ chú Tuấn mua dầu rồi, rán lên xong cho nước vào. Còn thịt nó mình mang rán được, mang luộc ăn được, nhớ chưa? Cái da của nó rất là ngon, da nó ăn rất là ngậy.
đó, về các con khác biên làm thì Tuấn khác hướng dẫn nhá. Ừ, còn bây giờ thì chúng ta cùng đi bắt cá nhỉ. Bảo chú đi, bảo chú ơi đi bắt cá cho bọn con đi. Bảo đi không ngại đâu mà. Thành bây giờ đi bắt cá chưa? Đi bắt cá rồi nhỉ? Anh bắt hộ em mấy con cá? 4 con. Anh có cái túi túi bóng để không? Cái túi cho vào bao á? Có cái túi bóng bé hôm nọ bơm oxy ấy, anh để từng túi cho em từng con một. Vâng. Để về em chia cho đám trẻ này. Sao? Như thế nào? À, Thành bảo gì Quân? Thành là mua bao nhiêu? Bao nhiêu? Là chắc mua 4 con. Ờ, mua 4 con. Chú Tuấn lấy 3 con, hai anh em con 1 con. Trong 3 con chú Tuấn thì Thành lấy 1 con. Chú Tuấn lấy 2 con cho bé nhà chú Tuấn. Đây rồi, túi bóng đây rồi. Đó. Ở hôm nay thì sẽ không bơm oxy nữa mà chúng ta sẽ lấy về để chế biến luôn. Cú Lý ơi đi bắt cá nào. Đi ông ơi đi bắt cá nào. Anh làm nào, làm bắt con to to nhá. Nước chảy này khó nhìn thấy lắm nhỉ. Thấy cá chưa? Đây cá hồi đây các bạn này. Đâu con bê con cá lên cho chú Tuấn xem nào. Sắn cái tay áo lên. Quân lấy con nào? Chọn đi. Đấy, đấy. Đấy, Quân lấy con nào, xong là cho bác nhét vào túi cho. Sợ đấy. Không bắt được à? Giống con mèo vào, túm một phát vào đầu nó ấy, đúng rồi. Thằng nào cũng chết. Mạnh vào. Cầm chắc tay vào. Cầm chắc tay vào. Đấy, túm vào cái mang nó ấy. Vâng. Hai anh em đang cố gắng chọn lấy con to nhất các bạn ấy. Đâu, cầm giơ lên cho chú Tuấn xem nào, to bằng nào. Đấy, được rồi, cho bác nhét vào trong túi cho bác. Để bác buộc cho, xong tí cầm về tối chế biến ăn nhá. Một chú cá hồi các bạn ơi. Úi dồi ôi, Thành ơi là Thành ơi. Thôi, ướt hết áo rồi. Bắt mỗi con cá, không bắt nổi thế này. Thế là hôm nay chú Tuấn là cho các con đi trải nghiệm vui rồi nhá. Thế là Thành thì bây giờ là được đi bắt cá này, nhớ chưa? Ừ, năm sau còn đi bắt không? Năm sau còn muốn đi bắt nữa không? Có à. Thế là hai anh em con là được bác kia cho thêm một con cá nữa nhỉ. Về các con ăn tiết kiệm nhá. Cá này rất là đắt, nhớ chưa? Ừ. Đi bây giờ đi về dưới nhà con đi. Sợ tí ai lại lấy mất cái bó đuốc về đấy. Thành vác cá nhá. Hôm nay thì Tuấn Nùng lên đến như này các bạn ạ. Khí hậu mặc dù trời rất nắng nhưng mà lên như này rét lắm. Con có thấy lạnh không? Dạ có ạ. Có hả? Ừ. Không, chưa có áo khoác. Hôm nọ chú Tuấn nhờ anh Quân gửi cho con một chiếc áo để con đi học. Con đã nhận được chưa? Rồi ạ. À, nhận được rồi gì? Năm trước chú cho con một cái của chú Nguyễn Cầu. Năm nay chú Tuấn tiếp tục mua cho con một cái nữa để con đi học, nhớ chưa? Đấy là món quà của chú, con phải cố gắng học thật giỏi vào. Hôm nay thì Thành cũng rất là vui vẻ đúng không? Được lên đây
được cùng với lại anh Quân với lại bạn Dũng đi bắt cá này. Những chiếc xe máy đang chở củi, bà con nhân dân, các bạn có thể nhìn thấy những cô gái ngồi ở đằng sau xe của những thanh niên và kéo theo những bó củi cây vầu. Hôm nay thì Tuấn Hùng cũng cho bé Thành lên trải nghiệm cùng với lại bé Quân, bé Dũng đến để bắt cá hồi đó. Và đây là món quà của chị Duyên hỗ trợ chi phí để ăn uống, cải thiện cái dinh dưỡng. Thì hôm nay Tuấn Hùng cũng hỗ trợ cho hai cháu có một con cá hồi 1,5 cân. Và ngoài ra thì hai cháu còn được tặng thêm một con cá bé nữa. Con cá bé này các con tí về nhường cho chú Phụng để cho các ba bé kia ăn nhé. Còn con to thì hai con mang về quánh chén, ăn tiết kiệm thôi, mỗi ngày ăn 1/4 con thôi, nhớ chưa? Đó. Thế Thành hôm nay lên đây chơi có thấy vui không? Đi cùng chú Tuấn nói chuyện nhiều vào, không được sợ. Đi với chú Tuấn là không có sợ một cái chuyện gì hết, nhớ chưa? Phải nói chuyện vui lên. Đó. Đây là món quà của cô Duyên. Một lần nữa Tuấn Hùng cũng thay mặt cho hai cháu Quân, cháu Dũng cảm ơn đến chị Duyên đã hỗ trợ cho hai cháu một cái chi phí 500.000 đồng. Thì Tuấn Hùng cứ tính là mua con cá này 1,5 cân, hết bao nhiêu thì cứ cho là hết 300 đi. Đấy, Tuấn sẽ hỗ trợ 5 lạng kia, còn 200 thì lần sau Tuấn lên Tuấn sẽ hỗ trợ cho hai cháu mua lấy 1 cân thịt để hai cháu cải thiện thêm cái dinh dưỡng. Và ngoài ra thì chị Duyên có hỗ trợ 200.000 đồng. Thì hôm nay Tuấn mua thuốc hết 280.000 đồng để cho các cháu có một cái tủ thuốc gia đình. Như ban nãy chú Tuấn cũng đã nói rồi, cái thuốc này về con hãy nhớ là cất cẩn thận, nhớ chưa? Bị gì, bị ốm đau, về cái bệnh gì thì mình sử dụng cái thuốc đó nhá. Không được cho ai uống linh tinh, nếu mà ai mà bị ốm ấy thì hẵng cho dùng, nhớ chưa? Còn ban nãy hai cái bó cây ngọt thông á là con giấu ở dưới này đúng không? Tí về mang về để nhóm bếp. Còn bây giờ thì chú Tuấn cũng phải đi về thôi, tại vì muộn rồi. Cá thì chú Tuấn dạy con cách làm ấy nhá. Đấy, cứ về về cứ làm như thế để ăn đây. Con cầm thuốc đi. Thuốc này là nhớ là con cất cẩn thận, nhớ chưa? Bị ho thì uống thuốc ho, bị ốm thì uống thuốc hạ sốt. Còn bị đau bụng thì có thuốc đau bụng. Nếu mà các con đi rừng có bị sâu gióm hay bị làm sao đó mà ngứa thì con dùng cái thuốc dị ứng nhá. Còn bây giờ Tuấn Hùng với bé Thành phải di chuyển đi về. Hôm nay thì đưa nhóc Thành lên đây để trải nghiệm cùng cháu Quân, cháu Dũng. Các bạn có thể đứng vào đây, các bạn có thể nhìn thấy cháu Dũng cũng bằng tuổi bé Thành thôi, học lớp 5 nhưng mà là học sinh giỏi, học rất là tốt. Hai hoàn cảnh này giống y hệt nhau. Mẹ bé Thành là sau khi bố mất là bỏ đi, còn đối với mẹ cháu Dũng, cháu Quân này là bị người ta lừa đi sang bên kia, bán đi sang bên kia biên giới, và bố các cháu đi tìm bị người ta hạ độc thủ, dẫn đến là vong mạng, để cho hai cháu bơ vơ bây giờ không có nơi nương tựa. Và qua cái khi qua cái kênh YouTube Tuấn Hùng chia sẻ hoàn cảnh của cháu Quân, cháu Dũng thì cũng đã được các mạnh thường quân đồng hành, đến giờ phút này là đã được 9.500.000 đồng, vì có cô Minh ở dưới Hà Nội vừa hỗ trợ thêm 500.000 đồng nữa. Tuấn cũng mong sao là với một cái ngôi nhà khoảng độ 60-70 triệu đồng để làm đổ 4 cái cột ở phía sau, đổ một cái sàn xong sau đó là chỉ xây gạch, không làm cột sắt để giảm thiểu cái chi phí và lập tấm lập pro xi măng. Và ở đây thì có rất là nhiều cây sa mộc, Tuấn sẽ chi phí thêm mua cây sa mộc để giúp cho hai bé có cái đòn tay với lại cái xà ngang để có thể lập được mái pro, và sau đó là đóng những cái kệ hàng giúp cho hai cháu mở một cái quán nhỏ. Cháu Dũng thì vẫn phải đi học, nhưng anh trai Quân nếu khi mở được quán, đạt được cái mơ ước sẽ không cần phải đi chăn trâu thuê nữa, mà Tuấn sẽ hướng dẫn cho bé cách kinh doanh, buôn bán hàng khô, hàng tạp hóa. Ngoài ra thì Tuấn cũng mong sao là mai này có thể hỗ trợ cho cháu được đi học sản xuất và chế biến chè San Tuyết cổ thụ ở đây, để cho cháu Quân có thể trở thành một nghệ nhân sao chè nếu mà không đi học nữa. Còn cháu Dũng thì học rất là tốt, sẽ tiếp tục được đi học. Còn cháu Thành thì quay ra bên kia nói chuyện với chim rồi. Thôi bây giờ thì Tuấn Hùng cũng xin được kết thúc video này ở đây. Lần nữa xin cảm ơn các mạnh thường quân đã luôn luôn tin tưởng đồng hành và yêu thương kênh YouTube của Tuấn Hùng. Cảm ơn chị Duyên, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi tất cả mọi người cùng giơ tay chào các ông bà cô chú anh chị nào. Tuấn xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Chào tạm biệt mọi người nha. Bây giờ Tuấn Hùng di chuyển đi về thôi.